Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 1 người. Trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh, cùng với đường thủy, không xảy ra vụ việc nào. Trong 5 ngày nghỉ lễ, lượng du khách về thành phố đông đúc, thêm vào đó là hoạt động đua xe phân khối lớn diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 4, thu hút hàng ngàn người xem. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã phối hợp với công an các quận huyện và thanh tra giao thông tập trung 100% quân số để điều tiết hướng dẫn giao thông, phân luồng phân tuyến, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua kéo xe trái phép. Trong thời gian nghỉ lễ, các lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý trên 500 trường hợp điều khiển xe vi phạm luật giao thông đường bộ và đường thủy.